Xin kính chào quý bạn và các vị, ở đây mình đang có chiếc Lenovo Vibe X. Sản phẩm này thì có phân phối tại Việt Nam nhưng đây là phiên bản sách tay từ bên thị trường Trung Quốc. Và mình sẽ mở hộp cho các bạn chiếc điện thoại siêu mỏng cánh này. Cái độ mỏng của nó chỉ là 6,9mm, chính xác luôn, số đẹp. Màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD và chúng ta có camera sau là 13MP, camera tự sướng là 5MP. Và chúng ta sẽ thử xem là trong hộp nó sẽ có gì. Đây là chiếc Lenovo Vibe X của mình có mã là S960. Ở thị trường Việt Nam hay Trung Quốc thì đều có mã là giống hệt với nhau. Ra sẽ khui siêu sản phẩm này ra, nó là nguyên zin. Chiếc máy này mình mượn bên cửa hàng Lộc Mobile. Đó, mang về nhưng mà còn nguyên zin nhá. Rất khác so với những hàng sách tay từ thị trường Nhật hay là từ thị trường Hàn Quốc. Đây là chiếc Lenovo Vibe X S960 bản màu trắng, nó là trắng bạc. Trong hộp thì mọi người sẽ có hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng. Và chúng ta sẽ có cả que chọc sim nữa. Đó, sản phẩm này nguyên khối cho nên nó phải dùng que chọc sim. Bên dưới chúng ta sẽ có một hộp nhỏ đựng cái cục sạc màu trắng. Hộp còn lại sẽ đựng cáp kết nối micro USB cũng như là một tai nghe. Tai nghe này là tai nghe nút và dây được làm dạng dẹt chống rối. Vâng, như vậy là cuối cùng thì có một sản phẩm sách tay từ Trung Quốc về có tai nghe rồi. Sướng quá đi mẹ ơi. Quay trở lại với chiếc Lenovo Vibe X thì mình sẽ bóc nó làm khẩu ống cứu tia bóng. Đó, đây chúng ta sẽ có siêu màn hình. Sản phẩm này của mình thì công nhận là quá mỏng. Phải nói là cảm giác cầm trong tay rất lạ. Thật ra thì 6,9mm thì cũng chưa phải là cái mỏng nhất. Tuy nhiên các bạn sẽ để ý là do nó được làm cong từ phần lưng ra mép. Và cái nơi chúng ta tiếp xúc nhiều nhất là nơi phần cong này, nên mà cảm giác cầm của nó mỏng hơn nhiều so với con số 6,9mm. Mặt lưng là mặt lưng hoàn toàn là bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại. Nhưng mà Lenovo làm bằng cách là nó giả kim loại chấm li ti ở mặt lưng này. Chúng ta sẽ không bám mồ hôi, không dấu vân tay và cũng ít bị trầy xước hơn. Và cái mà mình lo lắng nhất ấy là cái phần khung viền của máy. Chạy xung quanh rồi đến tận bên dưới đít thì cái nơi này là một cái nhựa bóng hoàn toàn. Nhựa này các bạn có thể thậm chí là soi gương được luôn, mặc dù mặt của bạn sẽ bị biến dạng. Nhưng cái loại nhựa này sẽ dễ bị trầy xước, bong tróc, cũng như là chúng ta để trên bàn thì nó sẽ không bền được lâu. Các bạn sử dụng thì nhớ cẩn thận một chút. Ở bên trái chúng ta sẽ có phím nguồn, ở bên phải là phím tăng giảm âm lượng và chúng ta sẽ có que chọc, khay chọc sim thì mình sẽ chọc nó ra. Ở phía sau là camera 13MP, hơi lùi lên một chút nhưng đã được bảo vệ cẩn thận rồi. Đèn flash LED, logo của Lenovo. Bên trên là jack cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía dưới đít đó là cổng sạc micro USB cũng như là mic thoại. Sản phẩm Lenovo Vibe X này thì nó là thiên hướng về thời trang. Và cấu hình của nó hiện nay sử dụng đó là vi xử lý MediaTek 4x. Và chúng ta có 2GB. Vâng, đây là một cái con số khá là cao đấy chứ. 2GB ở phân khúc 3 triệu đồng mà theo như Lộc Mobile đưa ra. Đây là một cái cấu hình khá là tốt. Màn hình của nó cũng sử dụng lên tới độ phân giải Full HD chứ không phải là HD 720p. Bên dưới chúng ta có 3 phím cảm ứng gồm menu, home và sẽ có một phím back. Bên trên là camera tự sướng, loa thoại. Sản phẩm này đang chạy Android 4.4, chúng ta chưa có Android 5.0. Và đây là chiếc Lenovo sau khi mình đã khởi động lên. Các bạn thấy là giao diện màn hình home screen của nó thì được tùy biến lại, không giống như những máy chạy thuần Android hay là các nhà sản xuất khác. Nó sẽ được sử dụng cái lens gần giống như MIUI. Toàn bộ các biểu tượng sẽ được đưa ra màn hình home screen. Và với cái lens này đương nhiên chúng ta vẫn có thể làm một số điều như là thay đổi được theme. Lenovo hay là Oppo, Xiaomi các thứ Trung Quốc họ đều làm điều này. Chúng ta sẽ có một kho để download theme về riêng, tùy biến thay đổi theo phong cách cá nhân của mỗi người. Ở đặc biệt là nó có thể thay đổi theo từng thành phần được. Nếu các bạn thích của cái này và thích của cái kia, chúng ta có thể kết nối lại được phần màn hình khóa, chọn một theme khác, hoặc là hình nền hay là các icon, chúng ta có thể chọn lung tung vào với nhau được. Toàn bộ các biểu tượng sẽ trải dài ra. Thanh âm báo khi kéo xuống thì chúng ta sẽ có các phím tắt. Đó, như là chúng ta có khả năng chạm rộng này, rồi lock để khóa máy, vân vân. Camera thì là một trong những cái tính năng mà có lẽ được tập trung nhiều trên sản phẩm này. Ở phân khúc giá 3 triệu đồng thì nó trang bị khá nhiều cái vui. Chúng ta sẽ có nguyên một bộ lọc đầy đủ như là chế độ chụp ảnh tiêu ship này, chụp ảnh blur, xóa phông, chụp ảnh gương lật này, đó và rất nhiều các hình ảnh và hiệu ứng ở đây. Hay là mọi người sẽ có camera tự sướng. Ở đây mặc định nó sẽ có khả năng làm đẹp beauty luôn. Với chế độ beauty này nó sẽ tự động nhận diện đến khuôn mặt của chúng ta. Sau đó thì nó sẽ chỉnh làm sao mà da thật mịn, thật đẹp, thật trắng trẻo. Thì nhìn chung là cái trải nghiệm camera trước của nó rất ấn tượng. Thì trong bài review chi tiết mình sẽ nói kỹ hơn. Sản phẩm này của mình thì hiện nay là đang chạy Android 4.4 và chưa biết đến bao giờ nó sẽ có 5.0 hay không. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về hiệu năng của máy. Và hiện nay máy chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung chứ không có tiếng Việt. Nhưng mà không sao, mình sẽ thử xem là có cài được ROM tại Việt Nam chúng ta luôn hay không. Các bạn có thấy hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. À quên, có một điểm cần lưu tâm. Đó là với những bạn nào mà muốn đặt mua chiếc Lenovo Vibe X này thì là thành viên của Vật Vờ, các bạn comment ngay trực tiếp ở trong cái phần ở bên dưới video. Chỉ cần để lại thông tin họ tên và số điện thoại thì bên Lộc Mobile sẽ liên hệ với các bạn. Và ai là thành viên Vật Vờ đặt
hàng ngay trong video sẽ tặng kèm với một cục pin dự phòng. Tại vì máy chỉ có 2000 mAh, một cái dung lượng pin không thực sự cao thì tặng pin dự phòng thì chúng ta sẽ có thoải mái hơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.